Chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 Club Bột Sập Xét và tiếp tục giải sách bài tập Unit 1 Hobbies, phần D, Reading, trang số 6. Chúng ta có từ like, having, draw, sending, usually, photo, chúng ta điền vào nhé. Gentlemen, tôi rất là happy để mà đọc email của bạn. Tôi thích có một người bạn qua thư ở nước Úc bởi vì tôi thích đất nước của bạn. Nha. Ở đây chúng ta bạn xài having này. Thank you for sending me a photo of your family. Cảm ơn vì đã gửi cho tôi bức ảnh gia đình bạn. Can you tell me more about your family members? Bạn có thể nói nhiều hơn về các thành viên trong gia đình không? What do you like doing together? Bạn thích làm gì cùng nhau? I like watching film with my family. Tôi thích xem phim cùng với gia đình tôi. We usually watch many different kinds of film. Chúng tôi luôn luôn xem nhiều loại phim khác nhau. Có một lần chúng tôi xem phim về nước Úc và tôi thấy rằng nó thật là thú vị. I'm sending you a photo of my family. Tôi đang gửi cho bạn một bức ảnh về gia đình của tôi. I can't wait to read. I can't wait to read your next email. Tôi không thể chờ đợi để đọc lá thư tiếp theo của bạn được. Best wishes. Thân ái, Mi. Rồi sang cái bài số 2, trang số 7. Bài số 2, trang số 7. Khăn này. Mark có rất nhiều sở thích và gọi là sự quan tâm đó, cũng dạng như là hobby luôn. Anh ấy luôn luôn thức dậy sớm, anh ấy là chủ một số ít thì ghét phải thêm giờ. Ở đây thức dậy sớm mà chẳng ghét, get up. Vì thế anh ta có thể đi bộ trước, đi bộ, he can jog before school, trước khi đi học. After school, sau khi tới trường thì Mark thường cưỡi ngựa, sau giờ học á, Mark thường cưỡi ngựa. Horse là ngựa, ngựa thì phải là cưỡi rồi. Cái từ này, ride. Rồi, ở câu lạc bộ cưỡi ngựa gần nhà anh ấy, thỉnh thoảng anh ấy đi cưỡi ngựa, go riding, đi cưỡi ngựa vào các buổi chiều chủ nhật. Anh ấy còn thích âm nhạc nữa, thích là lớp. Anh ấy đi tới, đi thực hành dàn đồng ca vào các ngày thứ tư và các buổi tối thứ tư và các buổi tối thứ bảy. Vào buổi sáng thứ bảy, chúng ta xài giới tự on nha, sáng thứ bảy, anh ấy luôn luôn tưới cây, cây cảnh và cây ở trong vườn với mẹ của anh ấy. Anh ấy hiếm khi xem TV bởi vì anh ta thích làm những cái outside hơn, làm những cái việc bên ngoài hơn, outside. Rồi, anh ấy có rất nhiều bạn bè và anh ấy chơi bóng đá với họ hai lần một tuần nha, chơi là play soccer. Anh ấy là một cậu bé rất là happy, vui vẻ đó. Rồi xuống cái bài đọc bên dưới. Bài đọc bên dưới. Bạn có sở thích không? Nếu bạn không có, làm ơn hãy bắt đầu một cái, bởi vì nó mang một cái sở thích thì nó rất là có nhiều lợi ích. Đầu tiên, một sở thích có thể một sở thích mang cho bạn một vài điều, một vài thứ gì đó rất là vui để mà làm trong suốt thời gian rảnh. Đặc biệt là trong suốt cái thời kỳ mà mình bị đau ốm gì đó hả? Pandemic. Trong suốt cái thời Covid-19 lockdown, gia đình của tôi đã đọc sách và xem phim cùng nhau. Cái điều này làm cho chúng tôi cảm thấy tốt hơn khi mà chúng tôi ở nhà, phải ở nhà. Cái điều thứ hai, một cái sở thích làm cho bạn trở thành một người đam mê, quan tâm nhiều hơn. Nếu bạn có rất nhiều cái trải nghiệm và kỹ năng thì bạn có thể chia sẻ chúng với người khác. Tôi thích du lịch và tôi luôn luôn chia sẻ trải nghiệm của tôi với bạn cùng lớp. Theo cách này tôi có nhiều bạn hơn. Bây giờ tôi đang đi du lịch theo một cái nhóm ở trong lớp. Lần trước, muộn nhưng không phải là cuối, nhưng mà không phải là cuối nhất ấy. Một cái sở thích có thể giúp bạn phát triển kỹ năng mới. Nếu bạn dành nhiều thời gian vào cái sở thích của bạn thì kỹ năng của bạn sẽ được cải thiện. Chị gái tôi thích may vá. Sau khi may vá trong 2 năm thì cô ấy bây giờ có thể may ra những con búp bê, những bộ quần áo cho búp bê rất là đẹp. Đó là lý do tại sao bạn nên có một sở thích. Rồi qua đây. Nối này. Ok, lợi ích 1, 1B, helpful and all useful. Cái này là bệnh dịch bệnh. Những căn bệnh mà cả đất nước và cả thế giới gọi là dịch bệnh. Lockdown có nghĩa là một tình huống khẩn cấp. Khi mọi người phải ở nhà, tức là gọi là cái gì nhỉ? Gọi là cái gì mà hồi mình phải chỉ thị á, trường hợp khẩn cấp đó.
Rồi, kinh nghiệm trải nghiệm là những thứ mà xảy ra với bạn và ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Improve là cải thiện, become better, trở nên tốt hơn. Có phải chú Phô này, trong suốt thời kỳ mà tình huống khẩn cấp ấy, thì gia đình của tác giả đọc sách đúng không? Đọc sách và xem báo, đọc sách và xem báo, đọc báo, xem thời sự cùng với nhau, ở đây là xem phim sai. Đi du lịch giúp cho tác giả có nhiều bạn hơn là đúng. Có một câu lạc bộ nhảy múa ở trong trường của tác giả không đề cập. No information, NI, no information. Rồi, sở thích có thể giúp một người phát triển kỹ năng mới đúng này. Chị gái của tác giả may quần áo cho thành viên trong gia đình là sai, cho búp bê mới đúng. Vậy câu 1 là sai, câu 2 là đúng, câu 3 không thông tin, câu 4 là đúng và câu 5 là sai. Chúng ta qua phần E là cái phần mà chúng ta viết câu đấy nha, thêm thắt vô đúng thì I like gardening, đằng sau like động từ thêm in I like gardening because I love plants and flowers. I love plants and flowers. Tôi thích trồng là làm vườn bởi vì tôi yêu cây và hoa. My sister doesn't like horse riding. Ở đây phải có xa doesn't nhé. My sister doesn't like horse riding. Chị gái tôi không có thích cưỡi ngựa bởi vì cô ấy sợ ngựa. Because she is afraid of horses. Making model đầu câu phải là thêm in vào. Making model develop thêm sờ vào với chủ ngữ số ít. Làm mô hình là chủ ngữ số ít, đóng vai trò chủ ngữ số ít thì develop phải có sờ. Making model develop your creativity. Làm mô hình giúp phát triển kỹ năng sáng tạo, khả năng sáng tạo của bạn. Câu số 4, sưu tập tem giúp cho bạn kiên nhẫn hơn. Collecting stamp help you be more patient. Collecting stamp help you be more patient. Sưu tập tem giúp bạn kiên nhẫn hơn. Câu số 5, jogging là chạy bộ. Make thêm sờ vào, make you strong, khỏe mạnh. And reduce thêm sờ vô, reduces your stress, giảm thiểu căng thẳng của bạn. Câu bài số 2 cho anh số 9, thêm thắt vô này, nhìn hình này. Tôi thích cưỡi ngựa bởi vì nó làm cho tôi tích cực hơn, năng động hơn. Tôi thích sưu tập tiền xu bởi vì nó làm tôi kiên nhẫn hơn. Tôi thích làm vườn bởi vì nó làm tôi mạnh khỏe. Tôi thích bơi bởi vì nó làm tôi giữ dáng. Tôi thích sưu tập tem bởi vì nó giúp tôi giảm thiểu stress. Bài số 3, hãy nghĩ về hobby của bố bạn hoặc mẹ bạn này, viết này. Bây giờ mình chọn là bố đi. Sở thích của bố, swimming. Ông ấy bắt đầu sở thích cách đây 10 năm. Ông ấy chia sẻ sở thích với bạn của ông ấy. Và để làm cái này thì phải có đồ bơi, kính bơi và hồ bơi. Lợi ích làm cho ông ấy mạnh khỏe và giữ dáng. Rồi cái bài của chúng ta tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong Unit 2. Goodbye and see you later.